my lover, undercover. You're my sacred passion and I have no other. You're delicious, so capricious. Cảm ơn chân thành tới bà Thủy và tất cả các chị em của 14 câu lạc bộ đã không quản đường xá xa xôi về đây gặp mặt cùng một mong muốn được giao lưu, học hỏi và lan tỏa môn dân vũ này ạ. Một lần nữa, AD luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu tâm tư, tình cảm của các chị em đã chốt yêu môn thể thao quý tộc. Xin kính chúc các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các chị em trong các câu lạc bộ cùng toàn thể đông đảo các cổ động viên mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, thay mặt ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn phần phát biểu vô cùng chân thành và tâm huyết của bà Trần Thị Thủy. Đây, chương trình giao lưu kết nối, lan tỏa yêu thương của câu lạc bộ Ánh Dương cũng như 14 câu lạc bộ trong toàn tỉnh xin phép được bắt đầu. Chương trình đồng diễn tập thể với vũ điệu quen thuộc Bachata và Cha-cha-cha.
trách nhiệm, cái câu lạc bộ đầy nhiệt huyết, đầy năng lượng, đang ôm những bó hoa tươi thắm và có những cái nụ cười rất là rạng ngời để chụp những bức hình thật là đáng nhớ cho buổi tối ngày hôm nay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
power, bigger, better, stronger power. Cho những tiết mục sôi động vừa rồi ạ. Oh,
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tay thật to của khán giả Sao Đỏ dành cho Ngọc Châu. Thank you.
một tràng pháo tay thật lớn với giai điệu cha 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 của đội Tân Thủy đến từ phường Bảo Khê, thị xã Đông Triều. Rất tuyệt vời, cảm ơn và hoa tay rất tuyệt vời của khán giả có mặt ở quảng trường sao đỏ hôm nay. Tôi vui.
nhắn về trong anh một xa dã mãi miên man trên đoạn môi hồng người em yêu tìm quên trong cuộc sống vương vấn tung tăng bay la đà mặt trời mây vui nhẹ trôi thiết tha anh mất mơ trong nơi xa vời chờ mùa xuân đến đem buồn vui dừng xuân ơi xin làn gió heo mây để chiếc hương quay về với muôn cây tình xuân ơi xin dệt nỗi yêu thương từ bao nhiêu năm tình sâu muôn hương này gió ấy buồn từng lá rơi và nắng hay chiếu màu thắm tươi cùng những tiếng hát tình nhân dân cho vơi riêng hôm ta sẽ trong tiếng cười đến bên người, xin người hãy cùng tôi vui xuân. We'll be right back.
câu lạc bộ Hưng Sen. Tiết mục rất tuyệt vời. Cho em nồng cháy, từ mầm bồ sao hay tê ô.
14 tiết mục của phần 1 đêm giao lưu của đêm nhạc hội Ánh Dương giao lưu kết nối lan tỏa đam mê. Mong con xa vọng để đồng đưa xa gạo bán đêm vì ngày vẫn là mùa. Cách mạng dân gạo nhiều để đánh Mỹ, sóng mò mò sẵn có vừa chảy đây. Người bom bò sẵn có đôi bàn tay với tình yêu nước và thua giặc ngày ngày. Tôi cứ to đến sáng cứ ôm cây đàn.
nhịp điệu cha cha cha. Techno. Em tung bay trong chiều đông gió, dòng sông quê hương.
đường ơi dòng sông yêu thương, nghìn năm trôi qua suốt đời thêm hương hoa, dù bao phong ba xoay ngàn tình nào đà số thắm lòng ta, chẳng sao lấp lánh chiếu sáng mình mong. Một nào thì chẳng là tiếng hát giọt cũng rất cảm ơn câu lạc bộ Hồ Chính rất nhiều. Chỉ biết khóc cười vậy thôi.
想起来也不过如此，是你太久，我才也不
của khu dân cư Thái Học 1, phường Sao Đỏ. Và tiếp theo chương trình, chúng ta đến với câu bộ Mai Vàng đến từ xã Quốc Phấn, huyện Nam Sách. Một tràng pháo tay thật lớn. Cảm ơn phần biểu diễn của đội Mai Vàng đến từ Quốc Tuấn, huyện Nam Sách. Và tiếp theo chương trình, chúng ta cùng chào đón câu lạc bộ Tân Thùy đến từ phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều. Xin biệt sắp thầy giáo đầy đủ mà. Mình đi toàn tự học thôi. Đấy.
xưa. Cà phê quán cũ cùng vui với ai, cánh hoa rơi nhẹ vương mắt ai, nãy lôi về sau bàn chân nào nề. Rượu ngon làm ta uống say, cà phê đắng làm ta thấm cay, sức chiêm bao chợt mơ thấy nhau, vỡ mong rồi riêng mình ta đơn đau. Từng cho nhau bao nhiêu hy vọng, cho nhau từng lời hứa, phút cuối giữ lại được không? Gặp lại nhau chi hôm nay để anh phải nhớ phải buồn. Nếu cho anh lựa chọn một lần nữa, nếu cho ta quay lại phút giây đầu, anh nguyện thầm mong sẽ chẳng gặp em. Phần biểu diễn dương đoan rất tuyệt vời của câu lạc bộ Tâm Thủy phường Mậu Khê. Yeah.
biệt thì phần trình diễn vô cùng chuyên nghiệp của các bạn đến từ câu lạc bộ Ánh Dương. Và tiếp theo chúng ta trở lại gặp của câu lạc bộ các cô gái Kim Thành. Và tiếp theo
Trước khi tiết mục tiếp theo, tôi xin phép được thông báo một chút. Quay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.